cảm biến dùng để đo biến dạng, lực áp suất và moment quay. Người ta dùng cảm biến đo biến dạng, hay còn gọi là cảm biến điện trở DMS để đo lực, moment quay, áp suất, biến dạng giãn hay biến dạng nén. Cảm biến đo biến dạng là loại cảm biến thụ động, điện trở tăng lên khi giãn ra vì chiều dài dài ra và tiết diện nhỏ đi, dựa theo công thức. Khi co lại thì điện trở giảm đi. Cảm biến đo biến dạng rất thường được chế tạo thành tấm mỏng. Lưới đo của cảm biến đo biến dạng loại tấm mỏng được chế tạo từ một lớp màng kim loại mỏng bị ăn mòn và đặt trên một màng đỡ, hay còn gọi là màng nền. Với lưới đo hình gấp khúc quanh co, ta được chiều dài hiệu dụng lớn hơn và độ nhạy cao hơn. Hình sau đây sẽ trình bày cảm biến đo biến dạng với 2 hay 4 phần tử dùng để đo cùng một lúc nhiều hướng khác nhau. Cảm biến đo biến dạng bán dẫn gồm có phần tử đo là một giải băng bằng silic, kích thước nhỏ hơn nhiều và có độ nhạy lớn gấp 100 lần so với loại bằng kim loại. Người ta dùng một loại keo đặc biệt để dán cảm biến đo biến dạng lên vật đo. Hướng dọc theo lưới đo được đặt theo hướng biến dạng, giãn hay nén. Ứng dụng, người ta dùng cảm biến đo biến dạng để đo sự co giãn trên động cơ, các chi tiết xe hơi, cầu, các kiến trúc thép để đo lực, moment quay hay áp suất. Mạch đo, với cầu Wheatstone như ở trong hình, ta đo một cách gián tiếp sự thay đổi điện trở qua thay đổi điện áp và sự thay đổi điện áp được đưa vào bộ khuếch đại. Ta cần phân biệt 3 loại mạch sau. Mạch 1 phần tư cầu sẽ chỉ có một cảm biến đo biến dạng ở vị trí đo và thêm vào đấy 3 điện trở cho cầu đo. Mạch nửa cầu như trong hình với 2 cảm biến đo biến dạng cùng có một cảm biến đo biến dạng co giãn và một cảm biến nén. Ví dụ, một cảm biến điện trở kép được dẫn trên thân lò xo đo của cảm biến đo lực. Một lực nén lên trên thân lò xo đo sẽ làm cho B1 bị nén và B2 giãn ra như mô tả ở trên hình. Mạch cầu toàn phần như hình với 4 cảm biến đo biến dạng được gắn chặt trên vật đo, 2 cảm biến đo biến dạng đo độ giãn và 2 đo độ nén. Ta dùng mạch cầu toàn phần để đo moment quay của một trục như ở hình minh họa. Mạch cầu toàn phần rất nhạy. Để đo áp suất, ta dùng 4 cảm biến điện tử dạng giải băng thắt nơ tròn, dạng hoa hồng nhỏ gắn chặt với màng đo như ở hình dưới đây. Dễ áp suất trên mảng, B1 và B3 giãn ra, trong khi đó B2 và B4 co lại, mạch toàn cầu.